cây đó chưa chưa kiểu một cây kem vô thôi hả? Một tiếng đồng hồ Dũng là lắc lên chứ đúng hả? Không, chưa có chỉnh vào chưa gì hết, mày lắc lên trong thôi chứ không lắc lên ngoài được. Ừ, khó dữ vậy hả? Mà cái xe này nó giống như mấy cái xe khác của Nhất làm không? Cái xe này nó có khác gì không? Cái xe mấy cái xe kia là hai một kem, con này hai kem. Ồ. Mà cái này lâu lắm rồi. Hai kem gắt rối vậy hả? Ừ. Xe này cũng nhớ hồi đó nó mới ra, nó chạy mau lắm mà. Ngùng có một chiếc đó. Ừ. Lâu lắm.